chán không? Ba người mỗi người một cái điện thoại tên, chán không? Quay chán không? Ông chuyển qua thì nhà này kéo nó nấu thì tôi chẳng phải nấu. Nhà có một người không thấy có ai nấu thì sáng nào chẳng phải nấu. Mà chẳng phải người ngày nào là cũng thế. Bố con thì chúng nó, nhiều con người ta nào mà nấu cho bố thì bố đỡ nhàn. Tớ tại sao ngày Tết không thích ngày Tết thì lại nó mải. Thêm việc. Huấn luyện sẹo lên. Cả phải huấn luyện đi đấy là... Nó cái việc như thế. Cái sợ sau này nước gà là không biết cái có khách ăn không. Cái cậu toàn mua cái hàng ăn sẵn rồi thì alo mà ăn đâu nó bắt miếng xít rồi đây. Đấy, cái này vừa hấp nó cho vào đun hết lên rồi đấy. Thì gà cái này rồi ăn nó cho vào đây lẫn miếng miếng để lẫn xương. Thế cà riêu hôm nay có hấp lên không? Cứ phải bế ra cho hoạt động tí. Thế được rồi, tỉa tí bố nhất xong. Nay công nhận rét, hôm nay chắc chỉ có mười mấy độ. Nắng lên tí. Bu lại đại hội đồng nhân dân xã. Con đưa giấy đi. Giấy. Bị hả? Không ngợt rồi. Nóng không? Hả? Nóng lắm. Nóng để muộn sáng từ từ. Đưa đũa thôi, từ từ ăn đến đâu thôi. Này này bà ngồi sát rồi đấy. Này rét thật. Ngồi run người lên. Đưa cho từ từ. Đấy, đấy. Ngồi sát rồi. Ăn hứng vào đây thì nó không vẫn ra ngoài. Rồi chưa mút rồi nó đứt rồi. Đây thì ngon lành phở luôn. Giò này là đại thấy có vị thiêu thiêu ấy. Thiêu đi đùa xem. Này. Giò này có vị thiêu thiêu, mẹ người không? Ồ, đây là cái hộp của mình đựng dưa. Đôi đũa. Con người. Khác tối qua. Trời trẻ tối qua nó là cái hộp bên này nó mùi mùi của cái thằng cua hay là mùi ở đây, mùi này này. Đây, cái này vừa cho nước sôi nó mới được. Mới tối qua ấy đi đây. Lừng đi. Nhưng mà chi. Đây tối qua tao không miếng nào đâu, tới nguyên đĩa cả đĩa thắt đi. Ăn thì người khởi hứng sâu vào này nhưng vãi hết ra đây rồi. Không cần miếng rồi, chờ nút bát bát cháo là xong. Cháo thì lại thế, không thế ăn một cháo cũng là cháo. Cháo là nút lên xoẹt cho là xong. Nhanh ngày thường à, ăn là kiểu phải ăn đủ chất thôi thì ăn thịt bàn to cái nhưng được kệ thôi kệ không phải gắp tí này mới nướng cắn rất nướng lửa quá đâu mà hay là cứ nuốt thôi nuốt giờ nuốt gì ăn cháo thôi tầm chưa nuốt xong đã bà tiếp rồi chậm luôn ăn chậm thôi bà ăn chậm thôi không ăn nhanh làm gì cũng từ từ thôi. Bà là không cần biết. Có gì lửa. Thưa anh này không bảo. Giờ ông đưa cho nó xong rồi. Ông cần biết cứ đem nào một cái gì ấy mà thử vậy. Ơ từ từ. Trong này còn miếng đi nhé. Bớt miếng làm ăn. Thank you.
xay luôn rồi đấy. Rau thì kim cương thì phải bỏ ngay quay camera bữa ăn, chung là ăn chối. Sẹo lại còn chết, để ông nó nằm ngủ ồn nhờ. Cũng chối. Đây còn cái hai cái ghế này để trong tủ, nó còn ấy gì để trong tủ nó ăn ba của này để ấy. Diện lụ hôm qua vừa cầm lon bia sang sang hai anh em định làm hớp, cô định béo vò lấy không à?